Xin chào quý vị, rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hiện tại là 2:30 chiều ngày 20 tháng 8 năm 2023. Mình đang có mặt tại đầu đường Phạm Ngũ Lão quý vị ha. Đi hướng như thế này là hướng ra Hồ Xuân Hương quý vị. Nếu như mà quẹo phải lên đây là chúng ta sẽ lên dốc Lê Đại Hành về với nhà thờ Con Gà quý vị ha, về đường Trần Phú. Chỉ có xe máy quẹo phải lên được thôi quý vị, còn xe ô tô là cấm quẹo phải, cấm quẹo trái ha. Tại vì cái cua nó gắt đó quý vị. Cua gắt với dốc á. Đà Lạt bắt đầu từ hồi trưa là đã thấy âm u rồi quý vị. Bây giờ cũng có lâu lâu những cái hạt mưa rồi, chắc sắp mưa rồi quý vị ạ. Rồi ra đây là Hồ Xuân Hương, con đường Trần Quốc Toản quý vị. Đi vào trong này là cầu Ông Đào ha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, khách họ cũng rút về bớt rồi. Hôm qua là thứ Bảy, khách cũng có lên nhưng mà nói chung nhìn chung là vẫn vắng quý vị ha. Hôm nay nếu như mà không muốn nói là nó ế thế thảm, mình nói mà ế thế thảm là bà con mình chửi đấy. Nếu như mà bỏ đi cái từ thê thảm thì không sao đâu quý vị ha. Đi thẳng vào trong là con đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị, vào chợ Đà Lạt ha. Đó, quý vị thấy đường phố nó vắng vẻ không? Buổi tối quý vị, buổi tối bà con mình tập trung ra đây buôn bán, với lại du khách họ cũng đi tới đi lui thì thấy mới đông đông. Còn buổi trưa chiều chiều như thế này nó thấy khung cảnh đường phố nó cũng khá là buồn. Còn đối với một số người thì là nhẹ nhàng quý vị ha. Hết hè vào mùa thu rồi quý vị ạ. Mùa thu lá vàng rơi đầy đường quý vị nè. Chạy xe như thế này mình mặc cái áo khoác mỏng á, cảm giác nó cũng xe lạnh quý vị. Lên đây đi xuống dưới là bậc cầu thang mỏng đẹp đó quý vị ha, dẫn xuống chợ Đà Lạt ấy. Còn hơn tháng, gần 2 tháng nữa mới tháng rưỡi nữa mới trung thu, nhưng bây giờ là thấy các hiệu bánh trung thu là họ bày bán rất là nhiều rồi quý vị. Ở trên này có những cái kiosk ở Khổ Bình. Kiosk này bán đặc sản, bán hàng tiện lợi, sửa đồng hồ, đồng quẻ này kia, bán mắt kiến, cũng như là bán cà phê nữa. Nếu bán cà phê buổi chiều buổi sáng sớm nữa quý vị. Các bạn ra đây để mà uống cà phê nhiều lắm luôn á. Đi vào trong kia là vào khu vực chợ lâu rồi quý vị ha. Vào chợ thì ế thôi rồi luôn. Vào chợ là thấy toàn người bán không thấy người mua. Giống như qua bên này là bến xe Tùng Nghĩa quý vị ha, là bến xe buýt đấy. Nếu đi thẳng vào trong là con đường Nguyễn Văn Trỗi đó quý vị, là con đường Hàm Nghi năm xưa đó. Nói đến chợ thì những cái thông tin những cái hôm vừa rồi đó quý vị, thì ở dưới chợ Bến Thành, dưới Sài Gòn ấy, khách Hàn Quốc vào hỏi ba đôi giớ, tiểu thương hét giá ba đôi giớ 1 triệu. Trời ơi, khách họ chạy mất dép luôn. Và thế là lên báo, lên truyền hình, lên tùm lum hết, ai biết hết trơn. Trời ơi, làm ăn đã ế rồi mà tự nhiên có một cái phốt như vậy, gái nó làm ta ảnh hưởng đến nguyên cả khu chợ luôn quý vị ha. Đã ế rồi mà bây giờ là du khách họ vào họ cũng dè chừng, hoặc là họ có vào cũng đi ngó thôi, không dám mua nữa. Có mua thì mua cũng ít lại đó, nó ảnh hưởng ghê gớm quý vị. Trong đây là con đường 3 tháng 2 quý vị ha, con đường Duy Tân năm xưa đó. Nghĩ sao vậy trời, chắc bà con mình thấy khách nước ngoài cho nên chi cũng hô đẹp đó, chém đẹp. Nhưng mà khách nước ngoài bây giờ họ cũng nói thiệt quý vị, họ ranh lắm chứ, họ qua đây họ xài tiền Việt, họ tính từng đồng luôn quý vị, không phải là họ suy xoa giống như là khách Việt Nam mình đâu. Mình đã tiếp xúc với những gì vị khách Hàn Quốc với khách Trung Quốc rồi, họ rất là kỹ luôn quý vị ạ. Họ tính toán từng ngàn ấy, chứ không phải đơn giản đâu quý vị ha. Họ đi đổi tiền họ biết mà, họ đi du lịch biết bao nhiêu là nơi rồi. Xài tiền Việt có những người họ cũng rất là rành rồi, đâu có họ dài nữa đâu mà. Làm như vậy nó ảnh hưởng ghê gớm lắm quý vị. Họ về họ lên trang cộng đồng của nước họ đấy, lên hội nhóm họ lên một cái là tự nhiên nó mất đi hình ảnh Việt Nam không quý vị. Và rất là nhiều người tự nhiên thấy ô, sao ông Việt Nam này ông làm ăn gì kỳ cục vậy hè. Đó, một người thôi mà nó ảnh hưởng đến hình ảnh cả nước luôn. Ghê gớm quý vị, ghê gớm ha. Đây là cái con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quý vị, là đường Trương Vĩnh Ký năm xưa đó. Đây là khu vực phải nói vô cùng một rừng khách sạn luôn. Đó. Có nhiều người nói ôi mấy cái chuyện nhỏ đó mà ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà nó ảnh hưởng một cách âm thầm mà mình không biết được đâu quý vị. Nó gầm nhấm này, những cái thứ gì mà nó xấu xa là nó gầm nhấm ghê lắm quý vị. Vì chúng ta cho nó nhỏ nhặt, cái chúng ta không đấu tranh, không quan tâm, cho nên chi là nó thì nó gầm nhấm, nó làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn rồi quý vị, chứ không phải đơn giản đâu ha. Đó, trong con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa quý vị thấy không? Trời ơi, nhìn cái cảnh nó hiu hắt buồn thôi rồi luôn. Vắng như là một khu đô thị ma. Nói vậy chứ làm ăn như thế này cũng chán lắm quý vị, ngập rồi. Nhưng mà cũng chịu thôi, tình hình chung mà quý vị. Mùa này vốn dĩ là mùa này nó đã ế nhất trong năm rồi, còn thêm là cái tình hình kinh tế nó ảm đạm, nó khủng hoảng, nó khó khăn nữa, thì nó lại vắng hơn thường lệ đó. Chính vì vậy khi mà mình nói ra những cái điều như vậy á, có nhiều quý vị vào nói sao mày không nhìn vào những cái vấn đề tích cực mà mày cứ săm soi vào những cái vấn đề tiêu cực đó làm chi. Tích cực là phát huy ha, phát huy cho nó tốt lên, chứ không phải là tích cực để mà bào mòn nó cho nó xấu đi. Nhiều ông cứ hô hào tích cực nhưng mà thật sự ra những cái câu tích cực mang tính chất sáo rỗng, phi thực tế nhiều lúc như vậy đó quý vị. Ai chả biết tích cực là tốt đẹp, ai chả biết khi mà nói đến những cái vấn đề mà lạc quan này kia thì nó lại hay quý vị ha. Ủa, lạc quan thì tốt chứ, nhưng mà bảo đảm với quý vị lạc quan nhiều quá là thành ra là nó không có những cái chuẩn bị hoặc là không lường trước được những cái vấn đề để mà chúng ta đối phó trong tương lai á, thì lạc quan đó là nó sẽ gây hại đó quý vị. Ai chả biết là lạc quan là tốt. Đây là con đường Phan Như Thạch quý vị ạ. Đây là thuộc dạng là nằm ngay khu trung tâm luôn, trung tâm của trung tâm luôn quý vị. Hàng ngàn khách sạn ở đây. Rồi mình đi ra là đó quý vị ha, dạo vòng chơi cho vui vậy. Rồi mình đi ra và vòng xuống qua đường Phan Bội Châu và đi xuống đường Bùi Thị Xuân thôi quý vị. Hôm nay đi cập nhật tình hình du khách, buôn bán, sinh hoạt của bà con Đà Lạt trong buổi chiều âm u buồn như thế này, sắp mưa. Đó. Dự báo là trong thời gian tới là sẽ có mưa to đó quý vị. Thời gian tới là hàng loạt cơn bão sẽ đổ bộ vào Biển Đông. Ít nhiều gì nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến Việt Nam ha. Trong đó có Đà Lạt. Sale 50%. Bây giờ sale 50% đến 70%, 80% rất là nhiều. Rồi vòng qua bên con đường Phan Bội Châu đi quý vị. Ở Đà Lạt này cũng không đến nỗi mà người ta chém đẹp như vậy đó quý vị. Ba đôi giở ngày xưa mình mua ba đôi giở 10.000, bây giờ ba đôi giở là 15-20.000 đó, thậm chí mua ba đôi tặng đôi. Giở thì cả thế giới đều mặc mà, làm sao mà mình có thể hét giá như vậy được. Mình nói ví dụ những cái mặt hàng, ví dụ là đặc sản hoặc là hàng lưu niệm đó, những cái mặt hàng gì đó mà mang tính độc đáo vùng miền mà người ta nó không phổ biến nữa quý vị, người ta không biết đó, thì mình có thể nói giá cao lên một chút, nhưng mà nó cũng ở một cái mức gọi là hợp lý vừa phải và người ta chấp nhận được đó. Chứ hét cao quá thì người ta cũng chạy mất dép luôn. Còn dớ thì cả thế giới đều mặc quý vị, không ai là không mặc cả. Cho nên chi mà hét giá cái đó thì bảo đảm là quý vị nó không hợp lý chút nào, quá già dột luôn quý vị ạ. Từ hất đổ nồi cơm của mình mà hất đổ luôn nồi cơm của hàng trăm hồ tiểu thương ở đó, vì nó làm ảnh hưởng ít nhiều gì, nó cũng ảnh hưởng quý vị ha. Đây là con đường Phan Bội Châu quý vị ha. Đây là cái căn biệt thự cổ quý vị nè. Khu này là đất vàng đấy. Khu này ngày xưa cảnh sát cơ động của thành phố Đà Lạt đóng quân ở đây đấy quý vị. Bây giờ họ dời rồi. Để mình quẹo vào con đường Lý Tự Trọng đấy quý vị ha. Đi hồi nãy giờ mà không thấy cây xanh ở đâu hết, thấy toàn nhà. Bây giờ mình quẹo vào đây một cái cho quý vị thấy cây xanh một cái ha. Và trong này là khu vực đồi dinh tình trưởng đó quý vị. Một con đường khá là thiên nhiên, nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt đấy. Mình cũng đi rất là nhiều lần, rất là quen thuộc rồi ha. Phải nói công nhận là thời gian nó trôi quá nhanh luôn quý vị ha. Mới đây mà cũng là chuẩn bị bước qua tới tháng 9 rồi. Và quanh đi quẩn lại là chúng ta sẽ hết năm 2023 đó. Lại đến 2024. Có nhiều người thấy thời gian sao trôi chậm thế, cầu cho thời gian trôi nhanh lên đó. Nhưng mà cũng có nhiều người cảm thấy là sao trời thời gian nó trôi nhanh thế. Đó, tùy vào hoàn cảnh của vị. Có nhiều người thấy thời gian nó trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng mà cũng có nhiều người thấy thời gian nó trôi qua một cách nặng nề. Mình thì không trông mong điều gì cả. Thời gian nó vẫn cứ trôi và mình vẫn cứ đi, vẫn cứ đi tới và vẫn cứ già đi. Bây giờ là mình già đi chứ không phải gọi là lớn lên nữa quý vị. Con mình lớn lên và trưởng thành, còn mình thì già đi. Đó là quy luật rồi quý vị ha. Ở trong này có những cái bụi tre, bụi trúc à, bụi tre quý vị ha. Tự nhiên vào trong này cái là thấy cảm giác nó lành hẳn luôn quý vị. Vì cây cối á. Lên đây rồi xuống đường Võ Thị Sáu, rồi xuống đường Bùi Thị Xuân quý vị ha. Vừa trái cây. Tới đây nếu như quẹo trái đi lên trên là lên dinh tình trưởng đó quý vị ha. Đồi dinh tình trưởng đó. Quẹo phải xuống đây là xuống đường Võ Thị Sáu, về cũng đường Bùi Thị Xuân. thời gian cứ trôi và chúng ta vẫn cứ đi tới. Đó. Và rồi chúng ta sẽ chết đi. Nhiều lúc chết chưa phải là hết. Chết là tạm thời rơi bỏ. Không phải tạm thời mà gọi là rơi bỏ thân xác này thôi quý vị. Trở qua một gọi là thực thể khác đi ha. Giống mình bước qua một chiều không gian khác vậy đó. Mà người ta bên tâm linh người ta hay nói là về với thế giới bên kia đó. Đó, lên thiên đường hoặc xuống địa ngục gì đó. Nhưng mà mình có thể nói theo một cái thuật ngữ khoa học, đó là bước qua một chiều không gian khác quý vị ha. Đây là con đường Bùi Thị Xuân quý vị. Hôm nay nói đến cái vấn đề linh hồn thể xác luôn, dễ sợ thiệt. Cũng có thể do chúng ta đang gắn một cái thể xác vật lý như thế này, nó đang còn nặng nề, chúng ta không thể nào mà đi qua một cái chiều không gian khác. Nhưng mà khi rời bỏ cái thể xác vật lý nặng nề như thế này thì chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn và có thể bước qua một chiều không gian khác và có những cái trải nghiệm tiếp theo. Đó, như vậy là quý vị ha. Và cái chiều không gian khác thì nó cũng nằm đâu đây thôi. Nó tuy rất gần nhưng mà lại rất xa. Cho nên chi nhiều lúc chúng ta khó lòng mà gặp gỡ được nhau. Lâu lâu ví dụ chúng ta đang đi lạc vào một chiều không gian nào đó, hoặc là những người mà ở trong những chiều không gian đi lạc về chiều không gian của chúng ta thì chúng ta hay gặp nhau và gọi là má đó quý vị ha. Không biết có đúng nhỉ. Nhiều lúc mình nói như vậy mà nói tầm bậy như vậy mà nhiều lúc đúng đó quý vị ha. Nó đi vòng như thế này, thấy quý vị thấy không? Từ trung tâm cho đến ra những khu vực như thế này nó vắng. Bây giờ chỉ có là đi vào những cái hiệu sách đó quý vị. Nhà sách, hiệu sách thì mới đông thôi. Đó. Và con mình là đưa con em đi mua dụng cụ học tập này kia. Để cho cuối tháng này là con em mình đi nhập học rồi. Đi làm quen với trường với lớp rồi quý vị. Tới đây bên phía tay trái của chúng ta là trường tiểu học Nguyễn Trãi quý vị ha. Đây cũng là một ngôi trường lâu đời ở thành phố Đà Lạt quý vị. Bạch Hóa Xanh. Xuống đây là ngàn năm đại học quý vị ha. Nếu quẹo trái là vào đường Nguyễn Văn Trứ. Chạy thẳng bên phía tay trái là vào đường Phú Đổng Thiên Vương. Còn chạy thẳng trước mặt là chúng ta sẽ lên đường Trần Nhân Tông về vườn hoa thành phố. Trước mặt của chúng ta là trường Đại học Đà Lạt. Còn quẹo phải như thế này là vào đường Đinh Tiên Hoàng. Quay ngược về lại Hồ Xuân Hương về trung tâm quý vị ha. Rồi hôm nay mình cũng làm một video dẫn quý vị đi khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt để cập nhật tình hình, cũng như là tâm sự với quý vị những cái vấn đề gọi là cuộc sống trên trời dưới đất cho nó vui quý vị. Rồi cái video của mình là đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.